Cao tốc Bến Lức Long Thành dài 57,8 km đi qua các tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai là một dự án giao thông quan trọng trong khu vực Đông Nam Bộ. Dự án khởi công từ tháng 7 năm 2014, ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, nhất là về vốn, thời hạn hoàn thành đã nhiều lần bị lùi, hiện được đặt ra vào tháng 9 năm 2025. Theo đại diện ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, đến nay, tiến độ toàn dự án đã đạt khoảng 85%. Trong quý 4 năm 2024, hai đoạn đầu tiên của cao tốc sẽ được thông xe. Đoạn thứ nhất kéo dài từ nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đến quốc lộ 1 và đoạn thứ hai từ quốc lộ 51 đến đường liên cảng Phước An. Đặc biệt, đoạn 3 km từ nút giao Mỹ Yên ra cao tốc Bến Lức Long Thành đi qua Thành phố Hồ Chí Minh và Long An đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng, dự kiến sẵn sàng thông xe vào cuối năm 2024. Nút giao Mỹ Yên là một điểm kết nối quan trọng, giao thoa ba tuyến cao tốc lớn Bến Lức Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, nút giao này hiện cũng đang được thi công xây dựng. Toàn cao tốc Bến Lức Long Thành có 11 gói thầu xây lắp chính, sử dụng 3 nguồn vốn, gồm vốn vay ngân hàng ADB, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA và vốn đối ứng trong nước. Ở giai đoạn 1, tuyến được xây dựng với quy mô 4 làn xe, bố trí làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư toàn tuyến là hơn 30.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cao tốc sẽ tạo ra tuyến kết nối thuận lợi giữa các tỉnh phía Tây và Đông Nam Bộ không phải qua trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, giúp giảm tải giao thông cho thành phố, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và đi lại. Dự kiến toàn bộ cao tốc sẽ được thông xe đồng bộ vào năm 2025, mang lại lợi ích lớn cho các địa phương như Đồng Nai, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh, giúp khai thác tiềm năng kinh tế và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông trong vùng.